Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo header và footer ở trong Word và hướng dẫn mọi người cách đánh số trang khi mà chúng ta tạo header và footer nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo header này thì nó có hai cách. Một đơn giản nhất là mình hay dùng là mình cứ kích đúp cái chuột trái ở trên cái góc này. Thì chúng ta sẽ thêm được header và footer. Hoặc là mọi người cũng có thể là vào cho mình cái mục là Insert và chọn cho mình là header hoặc là footer. Đấy, kích vào đây. Thì nó sẽ có những cái mẫu cho chúng ta chọn. Thường thì mình sẽ chọn mẫu đầu tiên và mình sẽ xóa đi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo này. Thường thì khi mà chúng ta tạo header hay footer ấy thì chúng ta sẽ có một cái dòng kẻ, chứ chúng ta mà chỉ viết chữ không ấy thì trông nó hơi xấu. Thì mình thường dùng cái dòng kẻ như kiểu là dòng kẻ nhạt và dòng kẻ đậm bằng cách là ấn ba dấu bằng này và nhấn Enter. Thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái dòng kẻ nhạt. Hoặc là nếu mọi người thích cái dòng kẻ đậm ấy thì mọi người sẽ chọn cho mình là giữ phím Shift và ấn cho mình là số 3 và ấn Enter. Thì nó sẽ ra một cái dòng kẻ đậm và bây giờ mọi người sẽ viết chữ vào đây. Ví dụ như kiểu là báo này, cáo này, thực này, tập này. Tiếp đến ạ, mọi người sẽ ấn cho mình phím Tab này. Phím Tab để nó ra cuối. Ở đây sẽ là giáo viên hướng dẫn đúng không ạ? Giáo viên hướng dẫn. Rồi xong. Có thể là viết giáo viên hướng dẫn vào đây mọi người nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xuống cái mục là footer. Thì chúng ta cũng kích vào. Và mọi người cũng sẽ chạm dòng kẻ. Đó, ấn Enter xuống này. Và mọi người sẽ viết. Ví dụ đây là mã sinh viên. Mã sinh viên đi. 1011 chẳng hạn. Ấn Tab tiếp này. Tab ở trên bàn phím nha mọi người nhé. Ở đây có thể là lớp đi nhỉ. Lớp K bao nhiêu đó chẳng hạn. K33 đi. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái header và footer ở trong Word. Thì nó khá đơn giản như vậy thôi. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh số trang nhé. Thì để đánh số trang ấy thì mình đã tạo header, footer ở hai bên trái phải rồi. Thì số trang thì nó sẽ ở bên giữa luôn. Và mình sẽ đánh ở cuối hoặc là ở trên đầu cũng được. Thường thì mình hay đánh ở cuối, tùy thuộc vào cái công việc hay là giáo viên yêu cầu mọi người đánh số trang ở đâu mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ để con trỏ chuột ở dưới và ở giữa này. Sau đó mình sẽ vào cái mục là Insert và chọn cho mình cái mục là Page Number này. Và mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là Crimson này, Position nhá. Để là thêm cái đánh số trang ở tại cái mục con trỏ chuột mà chúng ta đặt ấy. Và mình sẽ chọn dòng đầu tiên này. Và chúng ta sẽ đánh được số trang. Và sau khi xong ấy thì mọi người sẽ kích đúp ra ngoài. Kích đúp trái này. Đó, như vậy là chúng ta đã đánh được số trang rồi nhá. Tuy nhiên thì giáo viên hướng dẫn hay là ở những cái báo cáo thực tập ấy thì thường ấy thì chúng ta sẽ không đánh số trang ở cái phần mục lục này. Bây giờ mình sẽ cho cái mục lục tự động này nhỏ hơn một tí. Thường thì chúng ta sẽ không đánh dấu đâu. À, không đánh số trang ở cái mục lục tự động đâu. Mà chúng ta sẽ đánh số trang ấy từ cái mục lời mở đầu hay là đoạn văn bản. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Bây giờ thì để làm được như vậy ấy thì mọi người sẽ làm như sau. Ví dụ mọi người không muốn đánh số trang ở cái trang 1, chúng ta muốn đánh số trang ở trang 2 thì mọi người sẽ để con trỏ chuột ở đầu trang 2. Và mọi người sẽ vào cho mình mục layout. Ở phiên bản khác có thể là page layout nhá. Và chọn cho mình vào cái mũi tên nhỏ ở mục break này. Chọn cho mình cái mục là Leg Page này. Rồi, bây giờ mọi người sẽ kích đúp vào cho mình cái header và footer này. Và mọi người sẽ thấy này, nó sẽ chia ra làm hai Season. Season 1 và Season 2. Tiếp đến, mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là bỏ ấy đi. Link to revert này đi. Bỏ đi nhá, để ngắt link. Có nghĩa là chúng ta sẽ ngắt cái link từ Season 1 đến Season 2. Có nghĩa là tách biệt nó ra. Kích vào đây. Và mọi người sẽ kéo với dưới. Ở mục footer mọi người cũng làm như vậy. Và mọi người sẽ ngắt link nó đi. Như vậy là cái season 1 cái foot cái heading này. Và cái header và cái footer ở cái season 1 và cái season 2 này nó đã bị tách biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh số trang lại nhá. Bây giờ mình sẽ xóa đi này. Xóa đi. Xóa. Bây giờ mình sẽ xóa hoàn toàn đi luôn nhá.
để mình đánh lại luôn cũng được. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đánh số trang. Tắt này đi. À không, bật lên chứ nhỉ. Bật lên này. Chúng ta sẽ đánh số trang từ trang 2. Kích vào đây. Vào lại Insert. Chọn cho mình cái mục là Page Number này. Chọn mục Crimson Position này. Chọn đầu tiên. Và chúng ta đã đánh được số trang từ trang số 2. Đây, trang số 1 không có này. Tuy nhiên, nó bắt đầu từ số 2. Trông sẽ rất là xấu đúng không ạ? Thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục này. Mọi người sẽ vào cho mình cái mục Page Number này. Và vào cho mình cái mục là Format Page Number này. Và mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là Status này. Và mọi người sẽ đánh số 1 vào đây. Và ấn OK. Thì nó sẽ bắt đầu đánh số trang từ số 1 nhá. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài này. Rồi, thoát xong rồi đấy. Như mọi người thấy này, ở cái trang mục lục tự động là trang đầu tiên, nó không đánh số trang nhá. Nó bắt đầu đánh số trang từ trang 2. Đó. Trang 3 này. Thì tương tự như vậy, nếu mà mọi người muốn đánh số trang từ trang 3 thì mọi người sẽ làm tương tự như vậy mọi người nhá. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tạo header, footer và đánh số trang ở trong Word. Và có thể là đánh số trang theo tùy ý của mình. Có thể là đánh số trang ở trang 2, bắt đầu từ trang 2 hoặc là bắt đầu từ trang 3. Và mọi người cũng có thể là tạo nhiều header và footer với cách đánh số trang như vậy. Hoặc là mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người cách tạo nhiều header, footer ở trong Word mọi người nhá. Còn ở trong video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người cách tạo header và footer và đánh số trang tùy ý ở trong Word thôi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.